Chào quý chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Hyundai Đồng Tháp. Thì hôm nay em làm video này để báo giá chi tiết chương trình lăn bánh tiền mặt cũng như qua hỗ trợ ngân hàng cũng như là giá xe Hyundai Genie 10 Sedan phiên bản số sàn đủ cho quý chị được nắm rõ. Đầu video thì em sẽ báo giá chi tiết, báo giá nhanh dòng xe này luôn cho quý chị được nắm rõ. Và sau đó thì Tâm sẽ quay giới thiệu chi tiết xe, xem xe được trang bị những tính năng gì, được thiết kế ra sao, độ rộng xe như thế nào cho quý chị được nắm rõ. Cho quý chị nào đang có nhu cầu tìm hiểu xe phân khúc A, một dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và rộng rãi nhất phân khúc, thì quý chị được nắm rõ luôn để đưa ra cái quyết định lựa chọn xe hợp lý cho mình. Thì đầu tiên thì Tâm sẽ báo giá nhanh cái dòng xe này cho quý chị được nắm rõ luôn ha quý chị. Đối với quý chị nào có nhu cầu mua qua tiền mặt, thì nếu mà quý chị có hộ khẩu tại tỉnh Đồng Tháp á, và các tỉnh miền Tây xung quanh, thì chuẩn bị giúp em 474 triệu là quý chị có thể nhận xe. Giá xe của xe này là giá niêm yết là 425 triệu nha quý chị. Còn quý chị nào có nhu cầu mua qua hỗ trợ ngân hàng thì quý chị cần chuẩn bị trước giúp Tâm 119 triệu là quý chị có thể nhận xe. Giá trên thì Tâm đã báo là đã bao gồm thuế, đăng ký đăng kiểm, các bảo hiểm, vân vân. Thì nếu mà quý chị nào có bất kỳ thắc mắc nào về xe hoặc là có nhu cầu tư vấn xe cũng như là báo giá xe chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp với Tâm qua số điện thoại phía bên dưới màn hình, thì Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc cho quý chị luôn ha quý chị. Rồi, không làm mất nhiều thời gian của quý chị thì em sẽ giới thiệu về chi tiết xe cho quý chị được nắm rõ luôn. Thì sẵn đây thì Tâm sẽ nói cho quý chị được nắm rõ là hiện tại bên Tâm là đang có sẵn các màu như màu trắng, màu đỏ và màu bạc, như trước mặt quý chị là màu đỏ hết quý chị. Thì về phần đầu xe thì xe được trang bị lưới tản nhiệt rời dạng thoát nước hết quý chị. Tạo hình được mở rộng về phía hai bên, tạo cho xe cái vẻ trẻ trung và năng động hơn. Còn về cái phần mặt mặt logo á, thì xe được đặt phía trên để tạo cho xe cái vẻ đặc trưng riêng cũng như là cái thiết kế mới mẻ và cái kiểu tương lai quý chị. Rồi về phần đèn, đèn được trang bị đèn pha cos dạng halogen. Khi mà quý chị di chuyển trên đường có trời mưa hoặc sương mù á, thì khi mà ánh sáng vàng sẽ tạo ra sẽ phá sương tốt hơn. Khi mà quý chị đi trời mưa nó sẽ cũng sẽ bớm đường và nó sẽ chiếu, nó giúp quý chị có tầm hình nhìn tốt hơn, di chuyển an toàn và an tâm hơn. Về phần đèn xi nhan thì được tích hợp phía dưới đèn pha cos nha quý chị. Dạ, về phần hông xe thì xe Hyundai Genie 10 sedan phiên bản số sàn đủ này được trang bị mâm là mâm 15 inch nha quý chị. Mâm này là mâm sắt, được tạo hình bằng cái mặt la răng bên ngoài, tạo cho xe cái vẻ thể thao và sang trọng hơn. Rồi, riêng dòng xe Hyundai Genie 10 này, phân khúc A là chỉ có Genie 10 được trang bị cảnh báo áp suất lốp. Trường hợp mà quý chị đi đường xa thì nếu mà có một trong bốn bánh mà nó có tình trạng thiếu hơi, hụt hơi thì nó sẽ báo về táp lô cho quý chị luôn. Rất là tiện lợi, rất là an toàn nha quý chị. Để khi mà quý chị biết một trong bốn bánh nó có tình trạng thiếu hơi thì quý chị thêm hơi vào để tránh tình trạng bị lủng lốp nó thiếu hơi, gây quý chị đi mà đường xa nó lái rất là nguy hiểm nha quý chị. Rồi về phần gương chiếu hậu được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và có đèn xi nhan tích hợp trên gương luôn. Đèn xi nhan tích hợp trên gương thì khi mà quý chị lưu thông trên đường hoặc là quý chị từ lề tấp ra thì quý chị bật xi nhan thì xe phía sau hoặc là xe đối diện nó sẽ dễ dàng thấy anh chị hơn, để quý chị lái xe một cách an toàn hơn nha quý chị. Về phần tay nắm cửa thì được trang bị tay nắm cửa mã cờ gơm, có nút bấm mở khóa cửa thông minh luôn. Khi mà quý chị có chìa khóa trong người thì quý chị nhấn nút là khóa cửa xe, còn quý chị nhấn một lần nữa thì nó sẽ mở cửa xe quý chị. Rất tiện lợi ha quý chị. Dạ, còn đây là cái hàng ghế thứ hai của xe ha quý chị, cực kỳ rộng rãi luôn. Khoảng cách từ đầu gối lên hàng ghế trước cũng như là khoảng cách từ đầu lên trần xe thì rất rộng rãi, quý chị đi đường xa nó sẽ khỏe khoắn hơn. Nếu mà quý chị trường hợp quý chị đi ba người trong cái hàng hai này nó cũng rất thoải mái, để tránh tình trạng như là quý chị đi xa mà những cái xe chật á, thì đi về nó rất mệt luôn, rất mệt. Ngoài ra duy nhất trong phân khúc thì Hyundai Genie 10
sẽ được trang bị cái tính năng cửa gió điều hòa hàng ghế sau và cổng sạc phía sau. Nó rất là tiện lợi, nó phù hợp với cái thời tiết nắng nóng như hiện nay nha quý anh chị. Nếu mà có cửa gió hàng ghế sau thì nó sẽ làm lạnh nhanh hơn, làm lạnh sâu hơn, giúp vào quý anh chị di chuyển trên đường nó sẽ khỏe khoắn hơn, đi đường xa khỏe hơn. Mà trường hợp mà quý anh chị, nếu mà quý anh chị không muốn lạnh nữa thì nó quý anh chị có thể bật tắt ở đây luôn, rất tiện lợi nha quý anh chị. Đuôi xe thì được trang bị giải đèn hậu full led luôn nha quý anh chị, tạo hình bắt mắt, tạo cho cái xe có vẻ đặc trưng riêng khi mà quý anh chị đi trời tối hoặc là đi ban ngày. Mà nếu mà bật đèn định vị ban ngày này lên thì dễ dàng nhận biết đây là xe IMU, rất là sang trọng nha quý anh chị. Còn về phần cốp xe thì được trang bị mở trên chìa khóa luôn nha quý anh chị, mở trên chìa khóa luôn, quý anh chị chỉ cần nhấn chìa khóa thì cốp xe sẽ mở cho quý anh chị luôn. Đây là cái phần khoang cốp xe hay quý anh chị, đây cực kỳ rộng rãi luôn quý anh chị. Ở phía dưới cốp xe thì được trang bị mâm lớp dự phòng và bộ đồ nghề zin theo xe luôn. Ngoài ra thì xe còn được trang bị camera lùi và cảm biến lùi nha quý anh chị, cho quý anh chị nào mới lấy bằng hoặc là lái mới sẽ an toàn, an tâm hơn khi mình tham gia lái xe, cũng như là khi mà mình lùi xe vào nhà hoặc là lùi xe vào nơi đổ, nó sẽ an toàn, an tâm hơn. Dạ, còn đây là cái phần khoang lái nha quý anh chị. Như quý anh chị cũng đã thấy là còn cực kỳ rộng rãi luôn nha quý anh chị, cực kỳ rộng rãi. Đây là cái nút để mình gập cương điện luôn nha quý anh chị, gập cương điện luôn. Còn đây là điều chỉnh lồng gương xuống, lên, trái, phải, hoàn toàn bằng điện luôn nha quý anh chị. Cửa kính thì bên cửa tài thì được trang bị cửa kính một chạm luôn, một chạm quý anh chị chỉ cần chạm vào thì cửa kính nó sẽ tự xuống cho quý anh chị. Còn đây là màn hình táp lô của xe. Màn hình táp lô thì bên trái đó là dòng tua máy, bên phải là màn hình kỹ thuật số luôn, hoàn toàn bằng điện tử. Đây là tốc độ của xe thấy quý anh chị. Rồi còn đây là cái họng gió điều hòa, thiết kế rất là thể thao, rất là sang. Đây là điều khiển của cần đèn nha quý anh chị. Đây là đèn pha cốt nha quý anh chị. Đây em đã bật vị trí đèn pha cốt. Nếu mà quý anh chị muốn pha thì quý anh chị đặt xuống, nó sẽ hiện trên cái màn hình táp lô là cái biểu tượng pha nha quý anh chị. Rồi còn đây là gạt mưa rửa kính. Đây là túi khí và càng nha quý anh chị. Rồi còn đây là để tìm kiếm giọng nói khi mà quý anh chị kết nối Android Auto. Đây là tăng giảm âm lượng và đàm thoại gắn tai. Còn đây là màn hình giải trí của xe. Màn hình này thì được trang bị màn hình giải trí, rất nhiều cái công nghệ an toàn như kết nối Android Auto, Apple CarPlay, kết nối Bluetooth. Quý anh chị có thể kết nối Bluetooth để truyền nhạc từ điện thoại lên, không cần dây luôn nha quý anh chị. Rồi còn đây là màn hình zin theo xe, sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt, không cần kết nối internet luôn. Có cảnh báo tốc độ luôn nha quý anh chị. Đây là 50 km/h là cái tốc độ cái đường cho phép đi, còn không là tốc độ mà xe hiện tại là xe đang trong showroom nên tốc độ là 0 km/h nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị chạy vượt quá 50 là nó sẽ cảnh báo bằng giọng nói luôn, rất là tiện lợi. Nó giúp cho quý anh chị đi tránh vượt quá tốc độ cái đường giới hạn cho phép, tránh tình trạng bị phạt nha quý anh chị, rất là tiện lợi. Còn đây là hệ thống điều khiển của dàn lạnh. Đây là nhiệt độ, đây là bật tắt điều hòa. Còn đây là mức độ gió, đây là giấy gió trong gió ngoài, đây là lấy hướng gió hả quý anh chị. Xe được trang bị hộp số 5 cấp, 5 số tiến và một số lùi, nên khi mà quý anh chị tăng tốc hay là quý anh chị đi đường trường thì nó sẽ rất tiết kiệm nhiên liệu. Máy này thì máy 1.2 nên quý anh chị đi về phần tiết kiệm nhiên liệu thì quý anh chị an tâm, rất tiết kiệm nhiên liệu nha quý anh chị.
quý chị chạy gia đình hoặc là quý chị chạy dịch vụ nó cũng rất tốt. Tại vì xăng giờ nó cũng 33.000 một lít rồi. Nếu mà quý chị mua một chiếc xe máy 1.2 tiết kiệm nhiên liệu như vậy thì nó rất có lợi cho cái kinh tế của quý chị. Theo quý chị. Rồi thì đó là tổng quan của xe, chi tiết của xe. Quý chị nào mà có nhu cầu tư vấn xe cũng như là giá xe, thắc mắc về góp xe thì cứ liên hệ trực tiếp với Tâm. Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc cho quý chị luôn. Nếu mà quý chị thấy video này hay và bổ ích thì quý chị có thể cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký để em có động lực làm ra những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị vào những video về xe Hyundai tiếp theo.